Quý bà con cô bác có nghe rõ không? Kính thưa quý bà con cô bác, trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn ông giám đốc trung tâm bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc cũng như cô Sương Mai đã sắp xếp buổi gặp gỡ chia sẻ rất là ý nghĩa của hôm nay. Khi đến, chúng tôi chân thành cảm ơn Phật tử Hải Hạnh, Chủ tịch Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay Úc Châu, cư sĩ Chánh Tâm Thanh, đại diện của Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay tại Mỹ, đã dành những ưu ái cho buổi gặp mặt hôm nay được thành tựu. Cách đây vài tháng, chúng tôi có đi Hoa Kỳ giảng cho cộng đồng Phật tử Việt Nam tại đó. Trong một buổi tiếp xúc, có một cụ khoảng 70 tuổi ngoài đến gặp chúng tôi. Vì lòng cung kính của một người trẻ đối với người lớn, chúng tôi gọi bằng cụ. Thưa cụ, cụ khỏe không? Gia đình cụ như thế nào? Sinh hoạt ra sao? Sau khi hỏi những câu như vậy, chúng tôi thấy trên ánh mắt của cụ đó đượm những ánh buồn. Buồn lắm, không nói lên lời. Không biết là những cái lời thư hỏi đó nó gợi đụng đến nỗi đau nào đó trong quá khứ, mình không rành. Cụ cảm động xa nước mắt khóc. Sau đó cụ về. Tối ngày hôm đó cụ gọi điện thoại lại. Cụ mới hỏi với chúng tôi như thế này: thưa thầy, nhờ câu nói của thầy mà tôi ý thức được rằng tôi đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi. Tôi có già lắm không? Tôi có mất đi nét đẹp thời ngày xưa hay không? Tôi không muốn mình già và tôi không muốn đối diện với cái già đó. Khi nghe như vậy thì tôi mới giật mình. Thành ra là cụ đang đối diện với tuổi già. Một cái tuổi già mà đôi lúc rất nhiều người trong chúng ta không muốn. Nhớ đến thời kỳ thanh xuân của mình, làm được rất nhiều việc, đóng góp rất nhiều cho xã hội. Bây giờ phải ngừng hết tất cả những việc đó, nhường lại cho con cháu, nhường lại cho người thân, nhường lại cho thế hệ trẻ trung hơn. Lòng của chúng ta cảm thấy lực bất tòng tâm. Nỗi niềm đó đã làm cho rất nhiều người cảm thấy cô đơn, vô vị ở trong cuộc sống, buồn dữ lắm. Những dòng nước châu nhỏ trên đôi má còm của bà cụ ngoài 70 tuổi đó không phải là xúc động về những lời thăm hỏi của chúng tôi mà đượm buồn vì ý thức được rằng cụ đã già. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ vấn đề liên hệ đến điều mà chúng tôi vừa nói. Làm thế nào để đối diện với tuổi già trong hạnh phúc? Cách đây khoảng chừng 10 năm chúng tôi có xem một chuyện Tiếu Lâm nói về hội thi tuổi già. Xem ai là khỏe nhất trong tuổi già. Hội thi đó đã hội tụ được tất cả những người già khắp nơi trên thế giới. Người Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Việt Nam, Trung Quốc. Mỗi người mỗi vẻ. Người lớn con, người nhỏ con như chúng tôi cũng có. Có nhiều cụ già tóc bạc phơ. Có nhiều bà lão tóc bạc phơ không còn một chiếc răng. Nhưng tướng trạng sức khỏe của các cụ có thể còn hơn các thanh niên. Trong đó các nhà báo đặc biệt quan tâm một người tóc bạc phơ, râu dài, giống như là các tiên ông đạo cốt thời xưa, và nhất là những nhân vật bát tiên ở trong nền văn học tôn giáo của Trung Quốc. Họ tới phỏng vấn và mong được cụ này chia sẻ bí kíp võ công làm thế nào để sống khỏe như vậy. Lúc đầu thì cụ này hơi lúng túng, không biết phải nói như thế nào. Một hồi đầu cụ ta mới nói: tôi năm nay mới có 29 tuổi à. Cái phóng viên mới giật mình hỏi: nhìn cụ tưởng 92 mà. Thấy tóc cụ bạc hết trơn rồi mà gương mặt vẫn còn trẻ trung, sắc mặt vẫn còn hồng hào. Là chúng tôi rất là kính mến và mong cụ hãy chia sẻ để chúng tôi đăng tải thông tin này, giúp cho những người khác vượt qua và đối diện với cái già một cách thành công. Cụ ta nói lại một lần nữa: tôi mới 29 tuổi thôi. Người ta mới hỏi là bí kíp nào làm cho cụ trẻ, mặc dù cụ nói cụ 29, chúng tôi mà không tin. Cụ mới trả lời: nói thiệt với các anh các chị, trước đây tôi đã từng trải qua một giai đoạn thí sức và đã lầm lỡ trên con đường hưởng thụ sống quá mức, cho nên người ta thấy tôi như thế này, người ta tưởng tôi là người già, đề nghị tôi đến đây để dự thi. Câu chuyện dừng lại tại đó. Ở đây chúng ta không có phân tích và thảo luận về làm thế nào một người 29 tuổi trở thành một người 92. Cái mà chúng ta muốn là một người 92 trở thành người 29.
Trên tinh thần Đức Phật dạy trong kinh, khái niệm già được hiểu theo hai ý nghĩa khác nhau. Cái già về sinh học, đó là cái già vật lý. Trải qua năm tháng thời gian chúng ta có mặt trên cuộc đời này, mấu chốt thời điểm chúng ta có mặt từ sự khai sinh chúng ta của người mẹ, với rất nhiều nỗi nhọc nhằn dưỡng nuôi, chăm sóc và sự thương tưởng của cha và những người thân, chúng ta đã lớn lên trưởng thành. Chúng ta trở thành một người được gọi là người đứng tuổi, người có tuổi, người đã đến cái tuổi xế chiều, vân vân. Cái già sinh học vật lý đó là cái già hiển nhiên và tất yếu, ai cũng phải trải qua, dầu các vị bát tiên được gọi là những người sống trường thọ vài trăm năm, nhưng mà và rồi các vị đó cũng phải đối diện với tuổi già của các vị. Tất cả bà con cô bác tại đây cũng đang đối diện với tuổi già đó. Đối diện với tuổi già vật lý là một trong những nỗi niềm mà không phải ai cũng thành công. Đôi lúc chúng ta muốn phủ định mình đang già, giống như trường hợp của một cụ già 70 tuổi chúng tôi đã từng gặp. Có nhiều người nói lên như thế này: tôi cảm thấy rất là hạnh phúc ở tuổi về già, bởi vì tuổi đó là tuổi tôi về hưu, nghỉ dưỡng, đầu tư cho tinh thần, không phải làm lụng vất vả. Ở cái tuổi già này tôi mới chiêm nghiệm lại cuộc đời, tất cả những gì đã kinh qua, tất cả những gì đã vấp ngã, tất cả những gì đã thành công. Nhớ lại những thứ đó giống như là nhiều tập phim của một cuộc đời. Mỗi một tập phim có những ấn tượng, có những kịch tính, có những tình tiết, có những vấn đề khác nhau. Có những cái khi đối diện với chúng đó, chúng ta không cầm được lòng rơi những giọt nước mắt. Khi mà chúng ta hồi ức lại những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh trái ngang, những dòng cảm xúc làm cho mình hứng chịu nỗi khổ niềm đau, tất cả những đó làm sống dậy một thời mà thời đó rõ ràng mình không hề muốn. Có những người già khi nhớ lại thời kỳ vàng son của mình, lòng cảm thấy hân hoan, nhưng mà sau cái hân hoan đó là gì? Đó là trạng thái tiếc nuối. Tôi không còn được thời vàng son đó nữa, tôi đã trải qua thời kỳ đó rồi, tôi đã không còn làm được những gì mà trước đây tôi đã từng làm. Khi hồi ức về một cái tuổi thanh xuân trong quá khứ đó, đối diện với tuổi già về vật lý và sinh học, tất cả chúng ta đều khởi lên những nỗi niềm rất là buồn. Dầu quá khứ đó là đẹp hay không đẹp, dầu quá khứ đó đáng ghi nhớ hay không ghi nhớ, đều nổi lên những nỗi buồn. Cái già thứ hai theo tinh thần Phật dạy là cái già về tâm. Dòng cảm xúc, nhận thức, tư tưởng, tư duy, thái độ sống, khuynh hướng của rất nhiều người trong chúng ta trở nên rất là già cỗi. Khi mà chúng ta không tìm thấy được một mảnh trời xanh, một không gian yên ả, một đời sống an lành, một cảnh trạng hân hoan hạnh phúc với những gì mà chúng ta đang có. Bởi vì đôi lúc chúng ta đối diện quá nhiều với những sự bất hạnh, với nỗi khổ niềm đau, và đôi lúc đó, chính do người thân của chúng ta gây ra, hoặc là do một cảnh ngộ nào đó của thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, sóng thần, hay là một tai nạn nào đó đã làm cho chúng ta nên nông nổi, và đôi lúc mà chúng ta không muốn thừa nhận chung. Cái già cỗi của tâm đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cậu thanh niên 29 tuổi kia để cho cậu ta ra nông nổi như là một cụ già 92 tuổi là bởi vì cậu ta đã bị già về tâm. Già đây không phải là già dặn về kinh nghiệm, già dặn về kiến thức, già dặn về đạo đức, già dặn về tâm linh, mà cái già này là già già háp. Khi mà cậu ta không nhìn thấy được những loại hình sinh hoạt tích cực, không nhìn thấy được những loại hình lao động có thể mang lại hạnh phúc tươi trẻ cho mình và cho người. Nói cách khác, nguồn sống tươi trẻ đã mất hết ở trong đầu của cậu ta, đã làm cho cậu ta trở thành một người già về tâm. Cái già đó đối diện với nó là một thực tại khổ đau ghê gớm lắm. Dĩ nhiên là cậu ta không muốn. Cậu ta muốn cho người ta thấy được rằng tôi là một người 29 tuổi, nhưng các nhà báo, các phóng viên vẫn nhìn nhận rằng cậu ta là 92 tuổi. Cái già cỗi về tâm đó đó đã làm cho rất nhiều chúng ta bỏ cuộc, thất bại, đóng cửa cuộc đời của mình lại với thế giới xung quanh, với môi trường sống, với những nỗi khổ niềm đau, với những thất bại, với những bất hạnh. Khi chúng ta đóng cửa nhận thức, đóng cửa cảm xúc, đóng cửa tư duy và thái độ đối với sinh hoạt mà chúng ta đang có đó, chúng ta tự giam mình ở trong một cái không gian bế tắc. Không gian đó có thể một căn phòng, có thể là một cái nơi tiểu ẩn hay là đại ẩn của Nho Gia. Chúng ta đã cắt đứt mối quan hệ giữa mình với những người thân,
chúng ta đã khóa lệ tất cả mối quan hệ với cộng đồng và xã hội. Chúng ta thui thủi một mình, chúng ta lạnh lùng, chúng ta lãnh cảm, chúng ta cảm thấy là mình không cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đó là trạng thái già cõi của tâm. Trạng thái già cõi này không giới hạn trong tuổi sinh học vật lý của con người. Có nhiều người rất trẻ nhưng mà tâm đã già. Nhưng có nhiều người già cộng thêm cái tâm già nữa, làm cho đời sống của người đó buồn thiểu. Cái buồn này đã gợi lên thông qua ánh mắt, thông qua những nếp nhăn, thông qua tướng đi thất thiểu, thất chí, thông qua những cách biểu đạt ngữ điệu ngôn ngữ nói trong cuộc đời với những mối giao lưu đó, làm cho người khác nghe rồi cảm thấy buồn rười rượi. Tất cả những cái đó khó có thể giấu được lắm. Trong nghệ thuật giao tế, chúng ta có thể chứng minh cho người khác thấy rằng mình được an vui, mình được hạnh phúc. Cảm xúc an vui hạnh phúc thì qua nụ cười giao tế, thông qua ánh mắt bừng vui, chỉ tồn tại ở trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Và rồi nó bị chinh phục bởi cái đối chọi với tuổi già mà mình đã không vượt qua nó được. Mình bị thất bại, chán chường, thất vọng. Có nhiều người đã dẫn tới những lối sống buông thả như là những chiếc lục bình trôi. Chẳng biết ngày sau ra sao nữa, cho dù ra sao cũng chẳng sao. Nhiều người đã liều lĩnh đánh vận mệnh của mình theo một trò chơi đen đỏ, hên xui mai rủi, và cho rằng cuộc đời này đã an phận mình như thế đó. Mạng lưới của định mệnh, của nghiệp lực đã trói buộc mình như vậy. Thôi cứ chấp nhận, thôi đừng cứ vung vẩy, thôi đừng nỗ lực, bởi vì cái đó vô nghĩa. Thái độ suy nghĩ trên định mệnh đã làm cho những người đó bế tắc, mất lối đi, mất phương hướng, mất thái độ tích cực. Đối diện với mẫu trời xanh, thông reo, gió thổi, suối reo, chim hót líu lo, bao nhiêu nụ cười ấy thế mà chúng ta vẫn cảm thấy già, mệt, buồn, bực dọc, tức tối, không vui. Là bởi vì chúng ta đã đóng cánh cửa nhận thức của chúng ta đối với một cảnh giới, một đời sống rất là đáng yêu. Nhiều người có thể không đồng tình khi cho rằng các mảnh đề bất hạnh, những tình huống trái ngang đó đã làm cho họ mất đi hết tất cả những hạnh phúc. Khi nãy cô Sương Mai đã nói, chưa hẳn những người giàu có, gia tài sự nghiệp, rừng tiền biển bạc mà có thể có hạnh phúc. Đó là một nhận xét rất là chuẩn xác. Bởi vì bản chất của hạnh phúc không nằm về vật chất. Vật chất chỉ là một phương tiện, một công cụ, nếu sử dụng đúng cách thì hạnh phúc có mặt. Nếu sử dụng sai phương pháp, hạnh phúc bị giết chết, bị dập vùi. Và do đó, hạnh phúc là một dòng chảy cảm xúc. Biểu đồ của dòng chảy cảm xúc này có thể được sánh ví giống như là nhiệt độ đó. Cao nhất của đó là 100 độ, thấp nhất của đó là âm độ, âm 100, hay là âm mấy mươi, giống như là những vùng nam cực tiếp phủ quanh năm. Đôi lúc đó, chúng ta đã đạt được biểu đạt của hạnh phúc ở 30 độ C, 50 độ C, 100 độ C. Sự biến thiên của dòng cảm xúc này thay đổi theo năm tháng, theo hoàn cảnh, theo môi trường, theo mối quan hệ giao thế và theo dòng cảm xúc của chúng ta. Chúng ta khó có cơ hội giữ được dòng cảm xúc đó một cách lâu dài lắm. Chính vì thế mà nỗi niềm hạnh phúc đó đã lần lượt bị thay thế bởi những dòng cảm xúc buồn bã, bực dọc khi đối diện với tuổi già, trong cô đơn, trong quạnh quẹ, trong sự buồn tiếc rằng con cái của mình đã không còn nữa, hay là có nhiều người không hề có con cái để chăm sóc, hoặc là có thể có rất nhiều con cái ấy thế mà chúng không có biết hiếu thảo, chúng ta bỏ rơi chúng ta. Chúng ta không có màng đến hạnh phúc và khổ đau của chúng ta. Đối chọi sống với những nỗi niềm đó đó đã làm cho tâm chúng ta trở nên rất là già cõi. Cái già về vật lý không quan trọng, bởi vì nó là một quy luật tự nhiên, ai cũng phải một lần trải qua. Đức Phật đã dạy rằng quy luật đó là một cái quy luật tất yếu. Những gì được sanh ra phải trưởng thành, tồn tại, phát triển, biến dị và kết thúc, để thay đổi một quy trình mới, tạo ra một cái khác. Cái mà Đức Phật muốn nhắn nhủ chúng ta là đừng bao giờ thấy ngõ cụt và sự bế tắc của tiến trình này. Ở chỗ chúng ta thử quan sát, nếu như không có chiếc lá vàng rơi rụng vào mùa thu, chắc chắn rằng không bao giờ có những chiếc lá xanh nở ra vào mùa xuân. Nếu như không có những chiếc lá mai rơi rụng thì hoa mai dĩ nhiên chúng ta không bao giờ thưởng thức được. Ở cuối tiến trình của già, ở cuối tiến trình của sự rơi rụng đó là một nảy mầm của một sức sống mới, là một cái gì đó rất là tích cực.
nếu chúng ta để cho tâm của mình trẻ ở trong tuổi già, chắc chắn rằng quý vị sẽ nhìn thấy được rằng tuổi này là tuổi hạnh phúc nhất. Bởi vì chúng ta không phải nhọc nhằn theo năm tháng, chân lắm tay bùn, làm việc nặng nhọc cực khổ như là thời kỳ chúng ta còn thanh xuân. Cho nên đừng có buồn, ở tại một trung tâm như thế này có rất nhiều thứ để chúng ta vui. Chúng tôi thường gọi những trung tâm người lớn tuổi là trung tâm của tình thân và tình thương. Gọi là tình thân là bởi vì đây là một cơ hội rất quý, nối kết những người khác dòng tộc huyết thống trở thành một đại gia đình. Chưa chắc gì khi chúng ta ở nhà với con cháu mà có được cái tình thân kết nối tình huynh đệ với những người ở mọi miền của đất nước, nói những phương ngữ khác nhau, những ngữ điệu khác nhau, phong tục tập quán, cách thức sinh hoạt, ứng xử hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đã có được cơ hội quý để tiếp xúc học hỏi được những nền văn hóa của những người bạn xa chúng ta ở mọi miền khác nhau của đất nước. Tình thân đó được thiết lập, chúng ta có thêm những người bạn mới, chúng ta có được thêm những người tri kỷ, chúng ta có thêm những cơ hội để chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Và ở đây cũng có những người rất là khác, bất hạnh đã đến với họ, có thể do một tai nạn giao thông, có thể do một tai nạn nào đó về lao động, hay là một tai nạn nào đó họ không ngờ trước được, chỉ một bất cẩn nhỏ thôi đã làm cho họ muốn làm nhiều việc như là một người thanh niên lực lưỡng, nhưng lực đã bất tòng tâm, họ không làm. Thì lúc bấy giờ người già và người trẻ đã trở thành những người bạn vượt qua biên giới của tuổi tác với nhau, sống với nhau như là những người cha với con, mẹ với con, hay là những người lớn với thế hệ trẻ. Một trung tâm như thế này là một cái nơi để chúng ta gửi gắm tình thân, thiết lập tình thân quan trọng lắm. Gọi là tình thương là bởi vì chúng ta thương lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ý thức về đời sống cộng đồng, ý thức về đời sống xã hội, ý thức về đời sống cần phải thiết lập các mối quan hệ trên nền tảng của trái tim, chứ không phải nền tảng của ngoại giao. Nỗi niềm hạnh phúc đã có mặt với chúng ta nhiều lắm. Chưa chắc con cháu, ruột thịt đã đối xử của mình như là những người bạn ở trong trung tâm như thế này. Chúng tôi cam đoan như vậy. Dĩ nhiên là chúng tôi không hề phủ định sống trong một môi trường tập thể với nhiều người ở nhiều vùng miền khác nhau. Sự cọ sát về cá tính, về sự khác nhau về cảm xúc, về nhận thức, về cách ứng xử đôi lúc làm chúng ta buồn, đôi lúc làm chúng ta không vui, đôi lúc làm chúng ta tranh luận, trao đổi, và có thể đôi lúc chúng ta gặp mặt nhau mà không nhìn cũng có. Cái đó là phản ứng rất là bình thường, nhưng những gì mà chúng ta cần phải suy nghĩ đó, chúng tôi xin chia sẻ trên lời dạy của Đức Phật. Đó là hãy xem nhau như là những con người thân thương nhất. Muốn như vậy, chúng ta đến với nhau, sống với nhau, giao lưu đối tác với nhau bằng trái tim, chứ không bằng khối óc. Nếu chúng ta sống bằng khối óc, đến lúc đó, cái lý trí đặt sai phương pháp luận, sai phương hướng, đặt trên lòng vị kỷ về bản ngã vân vân, thì chúng ta sẽ tranh hơn thua. Rồi mình và người là khác biệt, phân biệt đối xử bắt đầu có mà. Lúc đó đó, nỗi niềm hạnh phúc hân hoan những người thân đó đã xa rời đi khỏi cái tình thương cần thiết. Nó giống như là hai rãnh đường rầy xe lửa. Nó có thể song hành với nhau nhưng mãi mãi và vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau ở một điểm chung nhất nào đó, nếu như chúng ta không có tình thương với nhau. Do đó, khi đã thiết lập được tình thân trong một trung tâm như thế này, nhu cầu thứ hai là chúng ta phải thiết lập tình thương, thương nhau như những người ruột thịt. Lớn tuổi hơn mình từ 20 trở lên, chúng ta xem như là cha mẹ ruột thịt. 17, 18 tuổi hơn mình xem như là dì chú. Nhỏ tuổi hơn mình 20 trở lên gọi là con cháu. Còn nhỏ vừa vừa như là những người anh em, chị em, vân vân. Đức Phật đã dạy chúng ta nghệ thuật thiết lập tình thương rất có ý nghĩa trong kinh 42 chương. Với quan niệm tình thương đó, rõ ràng những điều bất như ý, không hài lòng với nhau chỉ là những hạt bụi trong một bầu không gian. Mà nếu chúng ta nhìn bằng cặp mắt soi mói của vườn mặt trời, ánh sáng mặt trời rọi vào trong những ngôi nhà để lại những vườn sát, thì chúng ta thấy nó lợn cợn. Khi chúng ta nhìn bằng tình thương thì không còn có những cái soi mói đó nữa. Chúng ta thông cảm, chúng ta hiểu tại sao người đó đã có những lời lẽ ứng xử không vui như thế này đối với mình, nặng lời mà không biết rằng mình là một người đang có tuổi. Chúng ta sẽ bỏ qua hết, cảm thông, hỷ xả, tha thứ, rộng lượng, mở đôi bàn tay của mình để ôm người đó vào trong lòng với trái tim của sự ưu ái, của sự hiểu biết. Những nhu cầu của đời sống cảm xúc đó cần thiết lắm. Nếu như chúng ta bắt cần những thứ này qua những mảnh đời không may mắn của mình, mình cho rằng tôi cóc cần tất cả,
cuộc đời đã bạc bẽo với tôi nhiều quá, ông trời đã không tương chúng tôi khi chúng tôi là những người lương thiện, sống đàng hoàng, đứng đắn, tôn trọng pháp luật, tôn trọng đạo đức, nuôi dưỡng tâm linh, dạy người khác cũng như vậy. Ấy thế mà cuộc đời đến với tôi quả thực họa vô đơn chí. Đừng buồn, đừng trách, đừng than, cái đó không đem lại nỗi niềm của hạnh phúc. Chúng ta hãy cười với những gì đang diễn ra một cách bất hạnh. Đó là một trong những nghệ thuật đối diện với tuổi già có ý nghĩa nhất. Chúng ta cứ thử tưởng tượng lại, nếu như không có những nỗi niềm không như ý xảy ra trong cuộc đời của mình, chưa chắc gì chúng ta đã biết nhìn lại chính mình đâu. Những người gặp những bất hạnh nhiều nhất là những người có kinh nghiệm nội tại, sống ở chiều sâu tâm linh của mình nhiều nhất. Lúc đó họ nhìn thấy được tại sao cuộc đời bạc bẽo, nhân tình thế thái, ăn quán giang hồ đã làm cho xương chắc thành núi, máu chảy thành sông. Cứ liên tưởng đến sự kiện năm 1979 tại Campuchia, những người cùng huyết thống, những người cùng sắc tộc, những người cùng màu da, chỉ vì bất đồng về ý thức hệ chính trị, họ đã giết nhau không tha thứ. Họ đã xem nhau như là những kẻ thù. Họ đã quan niệm nhau những người không đội trời chung. Một người có thì người kia phải vắng mặt. Mặt trời xuất hiện thì mặt trăng phải xa đi. Những quan niệm đó đã làm cho nỗi khổ niềm đau này chồng chất với những bất hạnh mà con người có thể đối đầu, va chạm và cần phải vượt qua theo chiều dài của năm tháng. Nói một cách khác, Đức Phật đã từng dạy chúng ta không ai không có những bất hạnh. Hiểu được như vậy thì chúng ta đừng bao giờ cảm thấy cô đơn, đừng bao giờ cảm thấy nỗi khổ niềm đau của mình nhiều quá. Những người giàu cũng có những bất hạnh riêng của họ. Người giàu thì không có bất hạnh về phương diện tài sản của cải, đời sống vật chất, cho đó dư thừa với họ nhiều lắm. Cái mà họ cần là dòng cảm xúc của đời sống hôn nhân, hiểu biết, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau. Vợ và chồng cùng nhìn một hướng, con cái hiếu thảo, thành công trong sự nghiệp, nhưng mà đôi lúc họ đã bị thất bại. Cái mà họ cần là đời sống cảm xúc thật sự được thiết lập giữa người chủ và kẻ tớ, giữa người đi trước và người đi sau, giữa những cộng sự và đối tác, giữa các công ty và sứ nghiệp, không có loại trừ, không có thanh toán, không có triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng họ không có được cái này. Thương trường, nhất là thương trường kinh tế thị trường, là một thương trường không thương tiếc, không tình thân, không có lòng từ bi, sát phạt lớn hiếp nhỏ, ai khôn ngoan thì tồn tại, ai thiếu phương pháp thì bị dập vùi. Đó là một thương trường khẳng định vai trò độc tôn của mình trong sự tiêu thụ và sự chọn lựa sản phẩm tiêu thụ của khách hàng. Cuộc sống đã đẩy con người vào những cái thế mà tình thân cũng mất, mà tình thương cũng mất. Nếu như chúng ta chỉ biết than thân trách phận thì rõ ràng dòng cảm xúc đó nó sẽ được lớn lên, trương phồng lên, làm cho chúng ta cảm thấy mảnh đời của mình bất hạnh quá. Nếu như chúng ta phớt lờ đi thì dòng cảm xúc này được lắng dịu. Chúng ta nghĩ đó như là những phản ứng liên hệ đến nhân quả của bản thân, nhân quả của xã hội, nhân quả của cộng đồng, nhân quả của lịch sử, nhân quả của một quốc gia trong một giai đoạn lịch sử nào đó, thì rõ ràng tất cả những nỗi niềm trách móc đó đã không còn nữa. Bởi vì ai cũng phải trải qua, nhiều hay ít. Vấn đề ở chỗ là nếu biết phương pháp thì sự tồn tại của những nỗi bất hạnh này như là một thực tại đó, chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn của thời gian. Còn nếu như là một người nhạy cảm, không biết chăm sóc và thương tưởng dòng cảm xúc hạnh phúc của mình, thì tự chúng ta đi đọ cảm xúc đó, tự chúng ta chùa dạp tuổi già của mình, tự chúng ta cô lập mình với thế giới, tự chúng ta cắt đứt hết tất cả những nỗi niềm hạnh phúc mà người khác, đôi lúc là những người hoàn toàn không có thân thuộc với mình, mang lại cho mình, ấy thế mà mình không cảm nhận được. Có mặt sống trong tình thân và tình thương của một trung tâm như thế này, rõ ràng chúng ta có vô số những người thân. Những người tới thăm viếng quý vị tại trung tâm này là những người hoàn toàn không hề biết quý vị là ai, xuất thân từ vùng miền nào của đất nước, hay là những người theo tôn giáo nào. Hoàn toàn tất cả những khoảng cách của tôn giáo, của địa dư, của vùng miền, của cá tính, của giới tính nam nữ đã được xóa bỏ ở trong tình thương và tình thân. Họ đã đến với chúng ta bằng tất cả tấm lòng. Khi mà được tiếp xúc trực tiếp với tất cả quý bà con cô bác tại đây, không phải chỉ có bà con cô bác mới hạnh phúc, họ có hạnh phúc mà thậm chí là hạnh phúc hơn các vị nữa. Tinh thần đạo lý của nhà Phật dạy chúng tôi hãy biết cảm ơn những người đã đón nhận tấm lòng từ sự chia sẻ như thế này. Chúng tôi phải cảm ơn các vị nhiều lắm,
Bởi vì nhờ có sự tiếp nhận bằng tình thân và tình thương của các vị, chúng tôi mới thấy được giá trị của cuộc đời này, giá trị của cuộc sống này nằm trên tình thương là như thế nào. Chúng tôi thấy điều đó sâu sắc lắm, các vị cũng thấy điều đó sâu sắc lắm. Và do đó tình thân giữa chúng ta, tình thương giữa chúng ta được thiết lập. Cho nên chúng ta phải cảm ơn lẫn nhau. Chúng tôi cảm ơn các vị nhiều lắm. Ngồi như thế này vào những ngày cận Tết, ai cũng háo hức mong rằng con của mình, cháu của mình đến thăm, mong rằng mình sẽ có được những cái trò chơi vui hơn. Mà khi nãy anh giám đốc trung tâm đã giới thiệu thiết lập thêm những trò chơi mới để giúp cho bà con ăn Tết trong tinh thần với tuổi già mà tâm của chúng ta luôn luôn là những người trẻ. Đó là những cái nỗi niềm mà chúng ta có thể thiết lập tình thân và tình thương với nhau được lắm. Khi chia sẻ như thế này, đạo lý nhà Phật không bao giờ dạy chúng tôi quan niệm rằng các vị là những người tiếp nhận, chúng tôi là những người ban ơn. Các quan niệm đó đã được xóa khi chúng ta bước vào dòng sông của tình thương mà Đức Phật đã mang lại cho cuộc đời. Không hề có những quan niệm về người ban ơn và người nhận ơn. Những quan niệm cần phải đền ơn đáp nghĩa từ người nhận ơn. Đức Phật dạy chúng ta đến với nhau bằng tình thân, bằng tình thương, để cho cuộc đời này nở hoa kết trái của hạnh phúc. Cái đó rất là cần. Khi chúng ta có được những yếu tố đó đó, bất luận hoàn cảnh, vị trí xã hội, tuổi tác, bệnh tật của quý vị như thế nào, chắc chắn rằng chúng ta có được hạnh phúc. Nói một cách khác là hạnh phúc thuộc về cảm xúc, chứ hạnh phúc không thuộc về thời gian, tuổi tác, vật chất, nhà cao cửa rộng. Biết chăm sóc dòng cảm xúc của mình, hạnh phúc có mặt. Hạnh phúc được Đức Phật sánh ví giống như là một bầu trời xanh với không khí rất là trong lành. Khi quý vị đi tản bộ vào những buổi sáng ở những công viên hay là ở những cái khu vườn lan của trung tâm, hít thở được không khí trong lành đó, chúng ta có cơ hội tống khứ được những trược khí trong cơ thể ra bên ngoài. Máu được tu nhuận, phổi được nuôi lớn, các neuron thần kinh được tẩy sạch. Chúng ta có cơ hội làm mới lại đời sống ở trong một ngày. Cái nhu cầu đó cần thiết lắm. Khi ai sống với bầu trời xanh, với môi trường thiên nhiên, đi bên cạnh mình là một người tâm đắc, một người có hiểu biết, cảm thông, chia sẻ, dòng chảy của cảm xúc hạnh phúc đó dâng trào trong con người của chúng ta. Đôi lúc đó, những cái giờ kẽn báo hiệu cho giờ ăn đã đến, ấy thế mà chúng ta cũng quên luôn nữa. Bởi vì hạnh phúc đang có mặt, chúng ta đang tiếp xúc, hít thở hạnh phúc đó. Chúng ta nhìn thấy được hạnh phúc đó, chúng ta cảm nhận được hạnh phúc đó. Cho đó là hạnh phúc ở trong tuổi già, hạnh phúc ở trong những môi trường hoàn cảnh mà chúng ta đang sinh hoạt. Nó không phải tốn tiền để mua, không phải đánh đổi nó bằng những cái giá rất là đáng. Nó chỉ cần chúng ta mở mắt nhìn, nhìn bằng thái độ của hiểu biết, nhìn bằng cảm xúc của tình thương, nhìn bằng nhận thức của lý trí, nhìn bằng tuệ giác, ứng xử bằng tuệ giác trên tinh thần vô ngã vị tha, bỏ đi những ích kỷ, bỏ đi những hận thù, bỏ đi những oán trách, bỏ đi những ăn oán giang hồ, ăn miếng trả miếng. Khi mà tâm của chúng ta vắng lặng hết tất cả những dòng cảm xúc tiêu cực này, thì hạnh phúc dâng tràn như biên độ cao nhất của nhiệt độ hạnh phúc mà chúng ta có thể có. Đó là những điều mà Đức Phật muốn gửi gắm đến tất cả chúng ta. Bỏ rơi và không thừa nhận, cũng như là không sống với nỗi niềm hạnh phúc bằng cảm xúc đó, dầu trong tuổi trẻ chúng ta vẫn bị khổ đau, dầu trong nhà cao cửa rộng chúng ta vẫn cảm thấy là mình thiếu đi một cái gì đó quý hiếm lắm, đến lúc chúng ta không lý giải được tại sao nó như thế đó, tại sao nó như thế này. Bản chất của cuộc đời không phải là một cái gì đó ngẫu nhiên, lại không phải là một định mệnh được an bài thiết lập bởi một vị thượng đế, một vị chúa trời hay là những vị thần linh. Nó được kết nối bằng những phản ứng nhân và quả do chúng ta trực tiếp tạo ra, bằng hành động, bằng lời nói, bằng suy nghĩ, bằng thái độ cư xử với nhau. Có thể nó là một hệ quả của một sự ứng xử sai lạc của mình hay của người. Có thể nó là một kết quả của sự hiểu lầm giữa nhau vì các ý thức hệ chính trị, tôn giáo, quan niệm và lối sống. Nó là một mối tổng hòa của nhân quả giữa mình và người, giữa mình và môi trường thiên nhiên, giữa mình và các loài động vật. Tất cả đều có những nguyên nhân sâu xa. Hiểu được điều này thì chúng ta không cảm thấy rằng những gì mà chúng ta đang đối đầu mang lại cho mình khổ đau. Đôi lúc đó chúng ta cảm thấy rất vững chãi. Nó là một sự thật đang diễn ra, thừa nhận chúng để không bị nỗi khổ niềm đau chinh phục. Phủ định chúng, chúng ta có thể sánh ví nó giống như tình trạng uống thuốc giảm đau.
phủ định tuổi già là một hình trạng uống thuốc giảm đau để quên đi tuổi già, nhưng cái đó không phải là giải pháp. Nó chỉ là một cái cách chữa lửa ngọn thôi. Những gì mà chúng ta không giải quyết nó từ ngay tận gốc rễ đó, nó có thể tái phát. Các thuốc giảm đau đều mang lại những phản ứng phụ. Giảm đau ảnh hưởng bao tử, ảnh hưởng gan, ảnh hưởng thận, ảnh hưởng tim mạch. Bao tử của đời sống rất là quan trọng, đó là những cái thực phẩm của tình thương, của tình thân, của hiểu biết, của cảm thông, của chia sẻ. Nếu chúng ta bỏ rên những thực phẩm và bao tử này, chúng ta khó được hạnh phúc lắm. Trái tim của sự sống của con người đó là những gì đặt trên nền tảng của hiểu biết và cảm thông. Nếu chúng ta bỏ rơi trái tim này, chắc chắn rằng cái bao tử kia giàu có chu cấp cho đời sống của chúng ta chừng nào nhiều như thế nữa, nó vẫn không đủ. Vừa có bao tử của tình thương nhưng mà vẫn phải có song hành với đó trái tim của tình thương. Cái đó sẽ làm cho chúng ta có được một cái gan của bản lĩnh để đối đầu với những thực tại khổ đau mà chúng ta đang vấp phải. Tuổi già không phải là nỗi khổ niềm đau. Sự không thừa nhận tuổi già và sống trong tuổi già một cách vô nghĩa, vô vị, với những trạng thái tiếc nuối, bực dọc, cao có, phiền muộn, làm cho chúng ta khổ đau nhiều hơn. Hiểu được điều này, chúng ta vẫn có thể chăm sóc cho cái cây tuổi già này những chất liệu và dưỡng chất của hạnh phúc. Hiểu được điều đó thì hạnh phúc sẽ có mặt. Cho nên hạnh phúc không phải là một cái gì xa xôi, ở trên bầu trời xanh, ở trên thiên đường, ở trên những cảnh thiên bồng lạc thú, mà hạnh phúc là dòng cảm xúc của hiểu biết và thương yêu, của tình thân, của trí tuệ, của vô ngã, của vị tha, của giúp đỡ lẫn nhau. Băng qua một con đường, nếu như xe cộ nhiều quá, những người lớn tuổi có thể bị lúng túng, phản chậm chạp của họ có thể làm cho họ bị rơi vào tình trạng, và làm phản ứng phán đoán của người đi đường qua các phương tiện giao thông cũng bị lúng túng tương tự. Cuối cùng là tai nạn có thể diễn ra. Nếu là một người trẻ tuổi nhìn thấy cảnh trạng đó, chúng ta cần phải dìu người lớn tuổi đó qua bên đường trong an toàn. Cái đó là một hành động của hạnh phúc. Sự an toàn là một dòng chảy của cảm xúc. Tuổi thọ là một dòng chảy của cảm xúc. Những dòng cảm xúc này mang chất liệu của tích cực của hạnh phúc. Tặng cho một người khác hạnh phúc không đòi hỏi chúng ta phải có tiền bạc. Chỉ làm thế nào đó để cho họ có được niềm vui, làm thế nào để họ sống có ý nghĩa hơn là hạnh phúc có mặt. Là những người khó khăn, là những người bất hạnh, chúng ta vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Cho nên quý vị thương yêu lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, xem nhau như là những người thân, thì nỗi niềm hạnh phúc bắt đầu có mặt. Đó là một phần quan trọng mà chúng ta cần phải đối diện với tuổi già. Điểm thứ hai, trong tuổi già, cái quan trọng nhất là chúng ta đối diện với cái tôi. Cái tôi có thể rất là đáng ghét, có thể rất là đáng thương, có thể rất là đáng tội nghiệp, tùy theo quan niệm của sự sống, tùy theo cách thức chúng ta ứng xử. Cái tôi bản ngã, xem trời đất không ra chi, xem người khác mục hạ vô nhân, xem cuộc đời này không có nghĩa lý gì, xem thường luật pháp, xem thường đạo đức, xem thường đạo lý cuộc sống, thì cái tôi đó là cái tôi đáng ghét đối với quan điểm của cuộc đời. Còn đối với quan điểm của nhà Phật thì cái tôi đó là cái tôi đáng tội nghiệp, đáng thương, bởi vì cái tôi đó đã đem lại nỗi bất hạnh cho chính họ, cho cuộc đời, cho cộng đồng, cho tha nhân. Cho nên cái tôi đó càng phải được chăm sóc, càng phải được chữa sửa, càng phải được vun bồi tưới tẩm để cho họ chấm dứt và thay hình đổi dạng dòng cảm xúc, cách ứng xử trong cuộc đời. Mà không á, bất hạnh của bản thân cái tôi xấu đó đã làm cho bất hạnh của cuộc đời được gia tăng. Cái nhìn của nhà Phật luôn luôn là cái nhìn tích cực, không trách cứ, không đổ lỗi, không trách móc, không có oán hận, mà hãy tìm kiếm những góc độ của cảm thông. Khi chúng ta liên tưởng và nhớ về một giai đoạn hải tặc đã hãm hiếp rất là nhiều người phụ nữ thuyền nhân của Việt Nam ra đi nước ngoài, giết rất nhiều người nam để tìm kiếm vàng bạc ngọc ngà châu báu cho những chiếc thuyền định mệnh đó, chúng ta sẽ khổ đau. Trong dòng khổ đau đó, chúng ta muốn nguyên rủa họ. Có nhiều người thân của những người đã bỏ xác trong những hoàn cảnh bất hạnh đó đã từng tuyên thệ như thế này: nếu tôi gặp và biết được ai là những người tạo ra những bảnh đề bất hạnh cho người thân của tôi sẽ xá cái xác người đó ra trăm mảnh, tôi sẽ giết người đó bằng cách thức mà người đó đã giết người thân của tôi. Nỗi niềm đau xót đã làm cho chúng ta có những phản ứng giang hồ như vậy. Khi dòng cảm xúc nó dâng trào lên, chúng ta có lý do.
Lý do đây là lý do thương tưởng người thân của mình, không muốn người thân của mình phải chịu những bất hạnh ấy thôi mà. Bất hạnh đã mang cho họ lại cái chết. Đối diện với cảnh sanh ly tử biệt, rất nhiều người trong chúng ta không cầm lòng được, không dằn nén được những giọt nước mắt, không biến nỗi khổ đau này thành những cái gì đó tích cực, cho nên phản ứng gian hồn của họ đã có. Nhưng Đức Phật nói trong sự hận thù, nỗi khổ niềm đau được gia tăng. Nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt ở trong người có dòng hận thù đó trước nhất. Khi chúng ta có được nỗi niềm cảm xúc đòi trả đũa đó, chúng ta đang đi đọt dòng cảm xúc của mình. Nếu như đi đến bệnh viện đo điện tâm độ, phản ứng dòng cảm xúc chúng ta sẽ được diễn ra như là những cái đột biến, là cho mình khó chịu ghê gớm lắm. Nếu ai có bệnh tim cảm nhận được điều này dễ dàng lắm. Có nhiều người cảm thấy mình ngạt thở, mình ngạn lòng, uất và nó khó chịu, tối về ngủ không yên, ngày thì ăn không no, sống sinh hoạt cảm thấy giặt dờn mà nó khó chịu ghê gớm lắm. Cho nên đừng nuôi dưỡng những cảm xúc hận thù đó, đừng oán trách cuộc đời mà hãy tìm đến sự cảm thông. Cảm thông bằng cách nào? Chúng ta biết là những người hải tặc ở miền Nam của Thái Lan đó phần lớn thuộc những người theo Hồi giáo cực đoan. Họ thể xuất thân từ những gia đình thiếu cơ hội đi học. Họ là những người hoàn toàn bị đẩy vào trong bế tắc, không có nghề nghiệp ổn định. Họ không hiểu được thế nào là lẽ phải, thế nào là đạo đức, thế nào là bất hạnh, thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc của họ là tước đoạt nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, trên nỗi khổ niềm đau của người khác, trên đời sống của người khác. Bởi vì họ không hiểu cho nên họ ứng xử như vậy. Nếu chúng ta thấy được gốc rễ của nỗi khổ niềm đau do họ tạo ra thì sự hận thù sẽ không có mặt, sự cảm thông sẽ được thiết lập. Và do đó chúng ta nguyện cầu cho họ sớm gặp được một cơ hội tích cực để họ làm mới cuộc đời, ăn năn hối hận, giúp cho cuộc đời này trở nên hạnh phúc hơn. Tuệ giác đặt trên nền tảng của tình thương được Đức Phật dạy là một trong những liều thước bổ làm cho chúng ta không có oán thân, oán trách cuộc đời, vân vân. Đối diện với cái tôi đó rất khó. Cái tôi rất là bạc bẽo, cái tôi rất là lạnh lẽo, cái tôi rất vô vị, cái tôi rất cô đơn ở trong tuổi già. Nhiều người làm thành công, đóng góp rất nhiều cho cuộc đời, cho gia đình, cho con cháu ấy, thế mà cuộc đời không nhớ ơn. Bởi vì cuộc đời đôi lúc không phải là bạc bẽo với chúng ta, mà do hoàn cảnh nào đó họ có thể chu cấp hết cho chúng ta được. Ở những nước phương Tây, chế độ ăn sữa xã hội cao vì kinh tế của họ lớn. Những nước nghèo như chúng ta, đất nước, xã hội, con người vẫn rất là tốt, nhưng mà do điều kiện kinh tế còn nghèo, chế độ an sinh xã hội đó không có được đầy đủ như là ở nước ngoài. Nhưng mà tấm lòng của con người, tấm lòng của cuộc đời, tấm lòng của các tổ chức vẫn luôn luôn quan tâm với chúng ta theo cách thức, theo điều kiện mà họ có. Hiểu được như vậy thì sự oán trách cuộc đời không có mặt. Chúng ta thông cảm, chúng ta đón nhận với tất cả tấm lòng của hiểu biết và thương yêu. Cho nên đối diện với cái vô vị đó, đôi lúc chúng ta buồn tủi, trách móc rằng con của mình bất hiếu quá, cuộc đời này bạc bẽo quá. Nghĩ như vậy thì dòng cảm xúc này sẽ làm cho hạnh phúc chúng ta bị tan biến theo cuộc đời. Có một cụ già 80 tuổi, quá khứ của cụ là Hoàng Son. Cụ đã từng là một người phú hộ. Khi cụ giàu có, cụ không có tình thương và tình thân với những người làm thuê làm mướn. Cụ cho vay nặng lãi. Cụ đã đối xử như là kẻ có của và người nương tựa, chủ và tớ, ranh giới rất là rạch ròi. Dầu cho cụ có giúp đỡ những người làm của cụ, không bao giờ quý phục, không bao giờ thương, uất hận lắm nhưng mà không dám nói ra, vì nói ra thì bị đuổi việc, nói ra thì bị đánh đập, nói ra thì bị chửi bới. Cách sống như vậy, và sau này khi càng giàu có, cụ càng bê tha. Cuối cùng biến động về kinh tế làm cho cụ trắng tay, trở thành một người nghèo khó nhất, uống rượu để quên sầu, tìm đến những hộp đêm để giải trí. Nỗi đau, niềm khổ ngày càng gia tăng. Cụ đã trở thành một người tàn phế, ngồi trên một xe lăn. Cuộc đời cũng không quan tâm. Người ta thấy thương tưởng cụ quá mới đưa cụ vào một trung tâm để tìm kiếm tình thương, thiết lập người thân. Ở đó cụ lại có cơ hội gặp lại những người mà trước đây đã từng là những người giúp đỡ cụ. Họ đã giấy hận thù, họ đã nhớ lại cách sức ứng xử của cụ ngày xưa, cho nên họ rất là bạc bẽo. Cụ cảm thấy khổ đau nhiều hơn. Cứ mỗi lần nghĩ lại thời kỳ Vàng Son, nhớ lại cái cách ứng xử của những người mà trước đây mình đã đi đọt họ đó, nỗi đau quặn thắt trong tim.
cái bất hạnh đó càng gia tăng. Cho nên đối chọi với cái tôi đó đó, đôi lúc chúng ta cảm thấy khó vượt qua được lắm. Chúng ta tự trách cứ mình nếu như quá khứ của mình đã từng có nỗi khổ niềm đau cho người khác. Chúng ta tự đi đọt mình. Chúng ta nói là thà chết có ý nghĩa còn hơn là sống già mà khổ đau như thế này. Không chịu nổi được cảnh đời đó, nhiều người đã tìm đến những cảnh nguyên sinh. Nhưng mà nghiệp của họ chưa hết, sự nguyên sinh sẽ không thành tựu. Trốn trại đường này thì phải đối đầu với đường khác. Nhà Phật thường nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhân quả nếu như đã xấu được chúng ta gieo một cách có ý thức, chúng ta phải trả nó bằng một cách thức đối đầu với nó, nhận dạng nó để vượt qua nó. Trốn trại đôi lúc nó không phải là giải pháp. Hiểu được nhân quả thì chúng ta không có trại trốn, mà chúng ta quan hệ để đón nhận. Đón nhận để hiểu hơn nhân tình thế thái, bản chất của cuộc đời, bản chất của cuộc sống, quy luật của đạo đức, quy luật của những cái rất là hiển nhiên. Và dĩ nhiên rất nhiều người già trong chúng ta hoàn toàn không có một quá khứ như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn gặp phải những điều bất hạnh. Cho nên đối chọi với cái vô vị là một trong những cái khó vượt qua nhất. Nhiều người đã không còn đủ sức lực để làm những công trạng mà mình đã từng làm, đã làm những việc mà mình đã từng đóng góp. Thấy những người trẻ, nhìn thấy những người sốt sắng làm, họ cảm thấy buồn tủi, cô đơn vô cùng. Chính vì cảm giác buồn tủi đó, họ không muốn buông. Chúng tôi đã từng gặp những cụ già, khi con cháu thương tưởng quá, không muốn cho các cụ làm bất cứ một việc gì trong gia đình, thì các cụ cảm thấy khổ đau nhiều nhất. Các cụ đã trách cứ, bây giờ bộ mày tưởng tao già rồi tao làm được sao? Mày cướp đi hết tất cả những cơ hội làm việc của tao, tại sao mày lại hành hạ tao như vậy? Có nhiều cụ già cảm thấy khó chịu khi con, khi cháu của mình không muốn mình phải lao nhọc trong cuộc sống, cho nên đã gánh vác hết đi những nhọc nhằn nhất để cho các cụ được an dưỡng. Nhưng mà thói quen làm việc, thói quen phục vụ không cho phép các cụ phải nghỉ ngơi ở tuổi về già, bởi vì các cụ sợ đối chọi với cái vô vị nhiều nhất. Thái độ sợ sự vô vị đó đã làm cho các cụ, thậm chí cả những người cầm cân nảy mực, cả những người có đóng góp, cả những người có trí thức, cả những người có rất nhiều đóng góp có ý nghĩa trong cuộc đời vẫn không muốn buông. Ngồi tại vị ở một cái vai trò đó lâu, trong khi đó tuổi của mình không cho phép, sức khỏe của mình không đồng tình, kiến thức của mình đã bị lạc, sự nhạy bén với thời cuộc, sự biến thiên của cuộc đời mình không theo kịp. Ấy thế mà mình vẫn không muốn buông, bởi vì mình sợ cái vô vị đó làm cho mình khổ đau. Ở tuổi về già, chúng ta phải vượt qua những cái tôi của vô vị, cái tôi của bản ngã, cái tôi của hận thù, cái tôi của đì đọt, cái tôi của tự dằn xé lương tâm cảm xúc của mình khi nhìn thấy được những gì mình làm trong quá khứ là sai lầm. Đức Phật nói mặc cảm tội lỗi là một điều tốt, nhưng mà nếu như chúng ta đi đọt dòng mặc cảm tội lỗi nhiều quá đó, thì lúc dòng mặc cảm tội lỗi này không mang lại một hạnh phúc thư thái thoải mái nào cho tâm của chúng ta. Nó dẫn chúng ta đến một con đường của bế tắc hoàn toàn. Thay thế mặc cảm tội lỗi bằng nhận thức, ý thức về những điều nhân quả nghiệp báo tốt và xấu. Ý thức về điều đó bỗng nhiên chúng ta bỏ một cách vĩnh viễn những điều không nên làm, những điều xấu cho mình, cho người, cho cuộc đời, cho tha nhân, cho các loài động vật, cho môi trường thiên nhiên. Chúng ta từ bỏ một cách có ý thức, có tình thương, có hiểu biết. Sự từ bỏ đó mang lại giá trị đạo đức lớn hơn cả trăm lần, gấp ngàn lần của mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi là một cặn bã của ký ức, đi đọt dòng cảm xúc của con người xuống vực thẳm của khổ đau. Đừng bao giờ rơi vào mặc cảm tội lỗi. Ý thức về lỗi lạc nếu có là một cơ hội chúng ta vươn lên với hạnh phúc, vươn lên hạnh phúc bằng một đời sống mới, đời sống của sự thay thế. Chúng ta làm những việc làm ngược hoàn toàn với tính chất xấu xa của những lỗi lầm nếu có trong quá khứ, thì lúc bấy giờ chúng ta có được nỗi niềm hạnh phúc về. Chúng ta chuộc lại lỗi, chúng ta làm mới nhận thức, làm mới cuộc sống, làm lại cuộc đời, thay đổi vận mạng. Cái đó là cái tích cực. Đừng để rơi vào mặc cảm tội lỗi là không nên. Có những người vì sợ đối chọi với sự vô vị nên họ đã bám víu vào địa vị, chức tước, danh vị cuộc sống. Họ đã mất đi niềm hạnh phúc. Một người già đã từng thương con cháu nhưng con cháu đã bất hiếu. Ông ta đã không còn sức lao động để làm. Mỗi ngày thương tự con cháu thì ông ngồi ở cái vỉa cửa trông ngóng con về để ra đón con ở đầu ngõ cửa. Nó niềm hạnh phúc nhất là nhìn thấy đứa con được hạnh phúc. Có nhiều đứa con là không biết được điều đó, cứ thấy người cha người mẹ mình là một gánh nặng. Do vì nghĩ người cha mình là một gánh nặng cho nên chúng không có hiếu thảo đúng phật, cho nên chúng đã không có những cái cách tôn trọng tôn kính người cha người mẹ, người ông người bà. Chúng đã nặng lệ, chúng đã quát tháo,
chúng ta xua đũa, chúng đã không ứng xử một cách có lệ phép vân vân. Người cha người mẹ nào không đạo khi nhìn thấy con của mình như vậy, đừng để cho chúng ta bị trầm cảm trong dòng cảm xúc bất hạnh đó. Hãy hiểu biết và cảm thông, vực dậy và tìm kiếm đến những giá trị tâm linh để tự bồi bổ cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta. Ông ta ngồi ở vậy cửa mong con về, nhưng con đã ứng xử rất là bạc bẽo. Con cái đã bàn với nhau để ông già trong nhà này mình cảm thấy mỏi mệt quá. Ông không làm ra được tiền, ông bệnh tật, mỗi ngày phải tốn rất là nhiều tiền thuốc cho ông. Tốt nhất là để cho ông chết cho rồi, để mình còn nhẹ gánh làm những việc khác, vâng vâng. Có những đứa con đã có những quan điểm sai lầm như thế. Ông ta đã lâm vào một hoàn cảnh con cái ứng xử bạc bẽo như mình. Và rồi khi ông nhớ tưởng lại cái cách ông ta ứng xử với người cha rồi của mình cũng đã từng bạc bẽo như vậy, ông ta ngậm ngùi tiếc nuối, mong cho hai đấng sanh thành ở chính suối tha thứ cho ông, để cho con cái của ông không còn ứng xử bạc bẽo như vậy. Đặc biệt là những đứa cháu của ông không có ứng xử bạc bẽo giang hồ như là con ông đối xử với ông. Điều mà ông muốn là chỗ đó, cho nên ông đã không có hận thù khổ đau với người con mà tìm cách để giáo dục con. Một hôm nọ, những người con của ông nhân cơ hội ông bị đau nhức khớp cho ông thuốc giảm đau. Trong thuốc giảm đau này có chất an thần. Sau khi uống xong á, ông rơi vào giấc ngủ nhẹ thôi. Chúng ta mua một cái hòm về, bỏ ông vào trong cái hòm, đưa ra một cái đồi hơi cao, tính thả ông xuống cái đồi đó để cho ông chết phức cho rồi. Khi mà đưa ông ra tới cái mỏm đá đó, chuẩn bị thả xuống đó, thì ông ta sống dậy, ông ta đập nắp hộp. Lúc đó đứa con hoảng hốt quá, mới mở nắp hộp ra. Ông ta ngồi dậy nở một nụ cười: "Con ơi, con đừng vứt bỏ cái hộp này, biết đâu nó rất là hữu dụng cho con của con về sau này, tức là cháu của bà." Đứa con hoảng hốt lại xuống: "Bời bà tha cho con, bà tha cho con, bà đừng có thưa công an, bà đừng có thưa pháp luật, con sẽ về hiếu thảo với bà." Người cha đã bước xuống dỗ đầu vào đứa con của mình. Cha rất là hạnh phúc, cha mong cái ngày này được diễn ra. Con đã hiểu được cha, thôi cha và con hãy về, hãy lấy cái hộp này về nhà, biết đâu chúng ta còn sử dụng nhiều điều khác nữa. Lời nói của người cha quả thực là lời nói của tình thương và của tuệ giác. Tình thương của ông đã làm cho ông không có hận thù đứa con, thông cảm với đứa con, biết rằng đứa con nhọc nhằn quá, khổ cực quá, cho nên thấy cha mẹ là một gánh nặng của gia đình, đã ứng xử một cách sai lạc do về thiếu hiểu biết. Thì nếu mà nó có hiểu biết đàng hoàng, và nếu như ông đã không từng có bất hiếu đối với cha của ông trong quá khứ, thì có lẽ con cái của ông đâu đối xử với ông như thế này. Cho nên sự hiểu biết đó đã làm cho ông có ứng xử cảm thông. Nhờ ứng xử cảm thông, đứa con của ông đã được tỉnh thức, sự hiếu thảo đã được bắt đầu. Đó là điều rất quan trọng. Đối diện với nỗi bất hạnh, nếu chúng ta có tình thương đó, sự bất hạnh này sẽ được chuyển hướng. Nó sẽ tạo ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời, một bước ngoặt rất có ý nghĩa, rất hạnh phúc, rất thương yêu, rất đầm ấm. Hai cha con từ đó về sau đã sống rất hạnh phúc với nhau. Câu chuyện này nói với chúng ta một điều là một cái hòm với những mảnh ván gỗ. Từ lúc chúng ta tưởng rằng nó chỉ có chức năng duy nhất là để chôn người quá cố, yên vui ở chính suối là hết. Nghĩ như vậy là chúng ta hiểu sai chức năng của sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Ai có cái nhìn giới hạn đó sẽ nhìn thấy rằng cái tuổi già, cái tuổi vô vị, tuổi vô ý nghĩa là tuổi gánh nặng cho cuộc đời, cho gia đình. Cho nên có những ứng xử không có chăm sóc tuổi già, không thương tuổi già. Bởi vì nếu như không có những người già ngày hôm nay thì làm sao có tuổi trẻ trong quá khứ và có tuổi trẻ trong tương lai? Tuổi trẻ này có từ đâu? Có từ cha mẹ của chúng. Cha mẹ của chúng là ai? Trước đây đã từng là thanh xuân, bây giờ phải là những người già. Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta uống nước nhớ nguồn. Đạo lý xem cha mẹ như là trời Phật ở trong nhà. Ai quan niệm cha mẹ là trời là Phật, người đó có hạnh phúc lắm. Đức Phật đã từng nói đó, giả sử như chúng ta có hiếu thảo, một vai trái cổng cha, một vai phải cổng mẹ, đi khắp năm châu bốn biển phá được những kỷ lục lớn nhất trong cuộc đời mà chưa có từng người nào đã làm được cho đến bây giờ. Kỷ lục của thế giới chưa từng có một sự kiện nào, một người nào gánh cha mẹ mình đi năm châu bốn biển ấy. Họ có thể phá kỷ lục vì nổi danh đi bộ khắp thế giới. Họ có thể phá kỷ lục vì muốn cho họ ghi lại với sử sách nghìn đời rằng họ là người đã chèo thuyền, leo núi, vượt biển, làm những chuyện khó làm.
chưa có người nào phá kỷ lục bằng sự hiếu thảo, chưa có, đáng tiếc lắm. Đức Phật nói giả sử như có người nào làm được việc đó, người đó vẫn chưa gọi là cái người hiếu thảo. Chúng ta thấy hiếu thảo khó không? Khó quá phải không à? Đức Phật nói không phải. Bởi vì hiếu thảo không phải đơn thuần về vật chất, lo cho cha mẹ, chăm sóc cho cha mẹ như vậy là hết. Hiếu thảo phải khởi đi bằng tình thương thật sự, chứ phải làm qua loa, làm lấy lại. Thấy người ta đến thì mình nói rất là lễ phép, một câu thưa, một câu gửi, chăm sóc, dỗ về. Nhưng khi người khác đi rồi đó, chúng ta quá thảo, đó không phải hiếu thảo. Cái đó là cái nghiệp bất hiếu. Sự hiếu thảo phải được thiết lập bằng tình thương, bằng sự hiếu kính rõ ràng. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay là do cha mẹ của chúng ta tạo nên. Phải hiểu được điều đó, ý thức được điều đó, chúng ta mới ứng xử một cách khôn ngoan và có ý nghĩa. Chứ không phải là khi cha mẹ chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta khóc ròng lên, làm đám ma cho thật lớn, kèn trống cho thật linh đình, cúng kiến cho thật xôm tụ, để nói với làng xóm rằng tôi rất thương kính cha mẹ tôi. Nhưng khi cha mẹ tôi còn sống, tôi không hề chăm sóc một chén cơm, vá một chiếc áo, dắt dìu, nâng đỡ, chăm sóc, hỗ trợ vật chất và tinh thần, hoàn toàn không có. Chỉ có lấy lệ với thiên hạ. Có những phong tục tập quán thuê khóc mướn, không có câu kệ, có văn điệu, có nhạc khúc, có tình tứ, có nội dung, có kịch bản, có đạo diễn. Tất cả những cái đó nếu như không có tình thương thật sự, hoàn toàn vô nghĩa. Đức Phật đã dạy, dẫu cho chúng ta có tình thương thật sự với cha mẹ đi, việc làm đó cũng không nên. Bởi vì những chiếc đàn cò buồn rười rượi đó làm cho cha mẹ của chúng ta rơi nước mắt trong chính suối. Sự rơi nước mắt đó là một dây xích rất lớn, trói buộc không cho đi tái sanh. Cái đó cho sẽ làm cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên tồn tại với hình thức là ngạ quỷ, hồn ma bốn phía. Chỉ có cảm xúc, chỉ có nhận thức chứ không có thân thể vật lý. Nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng. Nhìn thấy con cháu của mình thương mình, khóc mình, lo lắng cho mình, họ càng khó ra đi. Thương kính cha mẹ thì đừng bao giờ trói buộc cha mẹ bằng những giọt nước mắt, bằng những chiếc đàn cò buồn thắm thẳm, mà hãy tạo ra những sự hăng quan, tiễn cha mẹ đi về cảnh giới an lành của chư Phật, tiễn cha mẹ đi về cảnh giới tái sanh tốt. Vì mình hiểu được rằng cha mẹ mình đã từng làm phước tạo đức, cho nên cảnh giới tái sanh đó phải là một gia đình có hạnh phúc, có giáo dục, có lễ nghĩa, có quan hệ rất tốt trong cuộc đời. Nhân quả cho phép chúng ta suy nghĩ và tin như vậy. Nhân nào quả đấy. Bản chất của nhân quả không có tỷ lệ thuận về chiều kích vật lý, nhưng nó tỷ lệ thuận về tính chất và bản chất. Chúng ta gieo một cái hạt giống chua thì chúng ta không thể có một vị ngọt. Chúng ta tạo khổ đau cho người khác thì chúng ta không thể nào gặt lấy hạnh phúc cho bản thân. Hạnh phúc đó nếu có là có với một thời gian nhất định, rồi sau đó chúng ta phải đối diện với pháp luật, đối diện với tu đài, đối diện với ân hận, đối diện với chết chóc, đối diện với thương tổn đời này và đời sau. Đó là một quy luật, đó là sự thật. Phải ứng xử bằng tấm lòng, thương cha mẹ bằng tấm lòng, thương có phương pháp, thương có nghệ thuật, cha mẹ mới an vui và hạnh phúc. Là những bậc cha mẹ nếu như lâm vào hoàn cảnh con cái nghĩ rằng mình là những vật vô dụng thì đừng có buồn tủi. Đó là cơ hội quan sát về chính mình, suy nghĩ về quá khứ của mình để tìm ra một giải pháp tại sao có những mảnh đề bất hạnh như vậy. Đừng buồn tủi, đừng trách cứ, đừng hận thù con. Tìm cách để giáo dục con để chi? Để cho cháu của ta là con của chúng không ứng xử giang hồ với chúng như chúng ứng xử với chúng ta. Đó là chúng ta thương và tạo âm đức cho cả một gia đình, cả một dòng tộc. Nếu như cái hòm không phải là một vật vô dụng, không chỉ đơn thuần để chứa một xác chết vô dụng trong cuộc đời, nó có thể làm nhiều vật khác. Nó có thể làm bàn, làm ghế, làm kệ, thậm chí nó có thể là những cái vật trang trí, có thể tạo ra một cái bức thư pháp trên một cái ván gỗ rất là mộc mạc đơn sơ, hay là dưới hình thức và cái nhìn của một nghệ nhân, nó có thể làm một cái gì đó rất là quý báu. Cho nên không có gì là vô nghĩa, không có gì là không có giá trị. Huống hồ là con người, huống hồ là những người già, huống hồ là ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta tạo ra chúng ta, sinh trưởng chúng ta, nuôi nắng chúng ta trong cuộc đời này. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng cha mẹ chúng ta là những gì vô vị. Cho nên nếu như người già đối chọi với những cái vô vị đó, với những cái bất hạnh đó,
phải sớm vượt qua chúng, hiểu về nhân quả để chăm sóc, để được hạnh phúc nhiều hơn. Có những người con vô ý thức nuôi người mẹ, người cha trong nhà là người ông, người bà, không phải để có cơ hội phục vụ, chăm sóc, hiếu thảo, mà để cho ông bà cha mẹ mình giữ nhà cho mình. Mình có con, thay vì gỡ vào trong trường mẫu giáo, mỗi tháng phải tốn vài trăm ngàn đồng mà vẫn không an tâm. Cho người mẹ, người cha về ở chung với mình, để cho cha mẹ chăm sóc chúng, để giữ nhà cho mình. Nếu như cha mẹ sơ suất một cái gì đó, để cho con té con đau, mình lại la rìu và mắng, tại sao bà vũng về như thế, tại sao ông sơ ý như thế. Chúng ta thương con mình nhưng mà chúng ta bất hiếu với cha mình, thì ý nghĩa của sự thương con đó hoàn toàn vô nghĩa, không có ý nghĩa gì cả. Cho nên mời cha mẹ về ở với mình là để chăm sóc hiếu thảo, chứ không phải là đi đọt cha mẹ, bởi vì tuổi già là tuổi về hưu. Thế giới đã quy ra một cái luật tinh thần cho tuổi già. Có nước thì 60 tuổi cho người nam, có nước là 66 tuổi cho người nam, 50 tuổi hay 55 tuổi cho người nữ. Một quốc gia thông qua những chế độ và luật ăn sinh khác nhau đã quy định những cái tuổi về hưu, tức là họ đã thừa nhận giá trị tinh thần rất quý báu cho đời sống một con người. Ấy thế mà cha mẹ chúng ta 70 tuổi, 80 tuổi, có người 90 tuổi, chúng ta vẫn không để cho ông bà được yên, mà phải cho ông bà nặng gánh đôi vai trên những đứa cháu. Đó là những điều không nên, đó là những điều hoàn toàn bất hạnh. Chúng ta vẫn biết là tuổi về già là cái tuổi trở về tuổi hồn nhiên. Có nhiều người nghĩ rằng cho cha mẹ giữ cháu, cha mẹ sẽ vui hơn, bởi vì tuổi của cha mẹ có muốn có những trò chơi rất trẻ thơ giống như là ông bà đã từng. Bởi vì nhìn lại những đứa cháu, ông bà cảm thấy có một nỗi niềm an ủi, thấy nó tươi mát, thấy nó hạnh phúc, thấy nó có những nụ cười, thấy nó đẹp, thấy nó xinh dễ mến. Ông bà ôm nó vào lòng, hôn nó vài cái, cảm thấy là mình bớt đi những nỗi nhọc nhằn an ủi nhiều lắm. Nhưng mà không biết rằng khi làm như vậy thì ông bà cha mẹ của chúng ta sẽ chấp trước cảm xúc nhiều hơn, lo lắng cho đứa con, đứa cháu nhiều hơn. Và do đó ông bà đã mất đi sự lo tinh thần cho chính ông bà của mình. Thương cha mẹ vẫn cho cha mẹ vui đùa với con cháu, nhưng đừng để cho cha mẹ bị lệ thuộc vào con cháu. Sự lệ thuộc đó dẫn đến một tiến trình tái sanh trong tương lai. Khi nhắm mắt lìa đời, cơn vô thường đến là một nỗi bất hạnh. Cha mẹ mà quấn quýt con cháu nhiều quá thì cha mẹ đã khó siêu sanh thoát quá được lắm. Cha mẹ phải an thân, an tâm, buông bỏ hết tất cả mọi việc trong đời. Hạnh phúc khi thấy được đứa con mình nở một nụ cười, khi thấy một đứa cháu mình biết nói, biết đọc, biết viết, biết đi, biết hát những bài ca hiếu thảo, biết làm những việc có nghĩa, có kiến thức, có sức khỏe, vẻ đẹp vân vân. Chúng ta phải hiểu điều đó. Đừng để cho cha mẹ bị trói buộc vào tình cảm ông bà đối với con cháu. Bởi như vậy sự trói buộc đã được thiết lập, vậy đó cảnh giới tán sanh hoàn toàn không có được như ý muốn. Đó là điều mà chúng ta lưu tâm, để dành cái tuổi già cho đời sống tinh thần và tâm linh. Khi có mặt tại trung tâm bảo dưỡng xã hội của người già ở trại Thạnh Lộc này, chúng ta phải cảm thấy rằng mình được hạnh phúc, vì không có vướng bận về con, về cha, về gia đình, về mọi thứ. Nhà Phật nói người được hạnh phúc là người buông xả. Buông xả không phải là cái người mà quăng hết tất cả những gì mình có. Ví dụ trong nhà có 10 bộ bàn ghế, bây giờ buông xả rồi quăng hết 9 bộ, thậm chí quăng luôn bộ thứ 10. Không phải vậy. Chúng ta giữ những cái đó để phục vụ cho những việc có ý nghĩa, cho cộng ích, cho cuộc đời. Cho nên giữ nó, nhưng mà giữ với một thái độ, với một việc làm có ý nghĩa, thì chúng ta được gọi là những người đang buông trong tình trạng có. Buông quan trọng nhất là buông về cảm xúc, buông về chấp trước, buông về vướng phiếu. Buông được những cái đó thì là hạnh phúc được lắm. Là những người đã từng có một thời kỳ vàng son về công trạng, chúng ta cần phải buông về quá khứ đó. Bởi vì nhớ về công trạng sẽ làm cho chúng ta sống một cái tuổi là tuổi hồi đó. Người lớn tôi ngồi lại với nhau cứ kể như thế này: hồi đó tao đã từng như thế này, tao như thế này, còn mày bây giờ sao yếu kém quá. Cách nói như vậy, cách suy nghĩ như vậy, bản ngã được gia tăng, được lớn lên. Chúng ta tiếc nuối về những cái mà chúng ta không còn nữa. Năng lực của tiếc nuối là một năng lực tiêu cực, giết chết hết tất cả những năng lực đang có mặt ở hiện tại. Những người nghe chúng ta kể về thái độ với một sự hãnh diện tự hào đó, làm cho họ buồn rười rượi, làm cho họ cảm thấy nhục chí anh hùng. Cho nên cách thức chúng ta truyền trao kinh nghiệm cho thế hệ trẻ ở với người già là làm thế nào để kích hoạt tiềm năng mà người đó có.
Chúng ta phải nói để cho người đó vững chãi niềm tin, sống với những giá trị tiềm năng lớn nhất mà người đó có. Chúng ta phải trao cho họ một chìa khóa để họ có thể thành công, để họ làm được nhiều việc có ý nghĩa. Chứ đừng có chù dập họ, đừng có mắng chửi họ, đừng chỉ trích họ, chơi trách họ. Làm như vậy thì họ bị bế tắc, họ phải đối chọi với cái bản ngã mặc cảm, bản ngã tự ti, bản ngã xung đột với nhau sẽ làm cho họ bị bế tắc. Bản ngã của những người lớn về công trạng chủ nghĩa sẽ va chạm với bản ngã mặc cảm tự ti của những thế hệ đang kế thừa, sẽ làm cho cuộc đời này rất là nhiều tang thương và bế tắc. Chúng ta đừng bao giờ tạo ra những bế tắc của bản ngã va chạm đó. Tuổi về già là tuổi dưỡng tinh thần. Ai ít con cháu, ai ít lo lắng, ai ít buồn thì người đó có cơ hội buông xả nhiều nhất. Cho nên phải hạnh phúc khi có được những người thân mới, khi có được những tình thương mới, khi có được những nhịp cầu thân thương mới. Chúng ta phải hạnh phúc với cái đó. Đừng buồn rằng tại sao con cháu không đến thăm chúng ta. Bản chất của hạnh phúc không phải chỉ đơn thuần là mái ấm gia đình, mà nó còn có sự nghiệp, còn có tình thương, còn có tình thân, còn có nhịp cầu thân ái, nhịp cầu nhân ái ở mọi nơi, ở những người khác tôn giáo, khác vùng miền, khác quốc gia. Thiết lập được tình thân đó thì tất cả những khoảng cách đó sẽ được xóa bỏ. Chúng ta hạnh phúc với những cái này. Nếu như ai có được những cái đó thì hãy hạnh phúc với nó. Đừng buồn tủi rằng con mình bỏ rơi mình, không sao cả. Nhiều khi những sự bỏ rơi đó đó làm cho mình không có vướng víu tình cảm con cháu về già. Tâm mình được an, tâm mình được thơi thế. Cứ mỗi ngày đi ra những cánh đồng, nói chuyện trò chuyện với những người cùng hướng, cùng ý tưởng để học thêm, để giao lưu, để đối tác thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm. Ở trong kinh A Di Đà có nói đến một sự kiện chúng tôi thấy rất là ấn tượng. Những người được sanh về cảnh giới được gọi là cực lạc đó, mỗi ngày họ làm những công việc rất có ý nghĩa, nhặt những cánh hoa ở những cánh rừng hoặc là tự tay họ trồng lên, lấy những cái hoa đẹp này để tô bồi cho cuộc đời. Họ đi đây đó tặng cho cuộc đời, tặng cho con người những cánh hoa, mong rằng là sự ứng xử, sự đối tác, lời nói, việc làm, sinh hoạt, nghề nghiệp của mọi người giống như là những chiếc hoa tô thêm hương và sắc cho cuộc sống. Chiếc hoa đỏ đó được hiểu với nhiều ý nghĩa biểu tượng khác nhau: hoa đạo đức, hoa tình thương, hoa từ thiện xã hội, hoa nhân ái, hoa tình thân. Họ đã cống hiến trên cuộc đời rất nhiều loại hoa như vậy bằng những việc làm rất cụ thể. Chúng ta không thể nói là tôi thương cuộc đời, tôi thương con người ấy thế mà chúng ta không hề giúp cho cuộc đời, không hề chia sẻ với con người. Tình thương đó là một tình thương ngoại giao, chứ không phải tình thương bằng trái tim. Những người tái sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đã sống bằng tình thương thật, bằng trái tim thật, bằng từ bi thật, bằng nhân ái thật, bằng nhịp cầu từ bi thật. Khi họ làm xong những việc đó, họ trở về ăn cơm xong, đi từng bước thảnh thơi trên từng cánh đồng, trên từng ruộng lúa, hay là trên từng bước chân ở bất cứ nơi nào họ có. Điều đó đã làm cho chúng tôi liên tưởng đến trung tâm thành lập này có một vườn lan rất ấn tượng với nhiều hoa lan rất là đẹp. Nhất là mùa xuân này, hoa nở hương sắc. Quý vị cứ sau mỗi giờ cơm đừng ngủ liền, cứ đi bách bộ, hít thở không khí lành là thật nhẹ nhàng, đi chậm rãi, không có vội vã đi với những người bị ma rượt, ma đuổi, mà hãy đi vững chãi, từng bước vững chãi ở trên mặt đất. Chúng ta sẽ thấy được sự mầu nhiệm của hạnh phúc đang có mặt với chúng ta. Hãy thở nhẹ nhàng bằng lỗ mũi của mình, đừng bằng miệng. Đây, hít thở bằng miệng á, nhiệt lượng trong người sẽ bị mất. Hít thở bằng mũi thì các lông mũi chúng ta sẽ giữ lại nhiệt lượng, làm cho chúng ta có thêm được hạnh phúc. Hít thở thật sâu, thật nhẹ nhàng, và trong sự hít thở đó quý vị cứ tâm niệm như thế này: cứ mỗi lần tôi hít được một luồng không khí trong lành ở vườn phương phong lan của trung tâm thành lập, tôi đã hít được sự an lành hạnh phúc của cuộc sống, tôi hít được ý nghĩa của cuộc đời, tôi hít được hương thơm của hạnh phúc, tôi hít được sự thảnh thơi, sự nhẹ nhàng, sự buông xả, sự không vướng bận bất cứ một điều gì trên cuộc đời này nữa. Tôi hít sự được sự chăm sóc tuổi già. Quý vị cứ liên tưởng, cứ quán tưởng, hình ảnh, hình dung hóa ra những cái đó đang thấm vào trong từng tế bào, trong từng lớp thịt, trong từng làn da, trong từng phổi của mình, trong thần kinh neuron của mình, ở trong dòng cảm xúc của mình, trong nhận thức của mình, trong từng bước đi của mình. Cứ tâm niệm như vậy, quán tưởng như vậy thì quý vị đang là những vị thiền sư, quý vị đang là những hành giả, quý vị đang là những người tạo ra thêm hương thơm sức sống cho mình nhiều lắm. Cái đó không đòi hỏi tiền bạc, chỉ đòi hỏi sự hít thở có ý thức thôi. Giá trị hạnh phúc bắt đầu có mặt.
khi quý vị thở ra một hơi thở thật là sâu và nhẹ nhàng thông qua lỗ mũi, quý vị nghĩ như thế này: tôi tống khứ hết tất cả những trược khứ ra bên ngoài, tôi tống khứ hết tất cả những nỗi niềm bực tức, những hận thù, những oán trách, những sự hiểu lầm, những bực dọc, những mặc cảm tội lỗi, những nỗi khổ niềm đau, những sự bất hiếu của con cháu, những sự quên lãng của xã hội đối với mình, những nhân tình thế thái, những mảnh đề bất hạnh, vân vân. Chúng ta hãy tống khứ tất cả chúng theo cái hơi thở nhẹ nhàng ra bên ngoài với tất cả sự hiểu biết và cảm thông. Đừng lưu giữ lại những nỗi niềm tiêu cực đó trong tâm và dòng cảm xúc của mình. Làm được như vậy thì cứ mỗi lần sau khi ăn cơm xong quý vị đi bách bộ thì quý vị làm cho sức khỏe ngày càng được gia tăng. Những chứng bệnh béo phì sẽ không bao giờ có mặt. Những chứng bệnh tăng sông máu hay là đường cao vân vân sẽ tan biến đi. Những chứng bệnh về tim mạch sẽ được giảm. Những cái bệnh mỏi mệt, xương khớp đau nhất và mùa lạnh của Tết này sẽ không có khống chế quý vị. Quý vị sẽ có được hạnh phúc với tuổi già khi đối diện với tuổi già một cách có nghệ thuật, một cách có phương pháp. Cho nên quý vị cứ thực tập. Đây là một cái thức thực tập hoàn toàn phi tôn giáo. Nó không nhất thiết là liên hệ gì đến đạo Phật, mà nó là một sự thực tập của cuộc sống. Chỉ cần thực tập như vậy có ý thức thôi, chúng ta tăng cường thêm những viên thuốc bổ cho cuộc đời. Cứ mỗi lần chúng ta hít thở một hơi thở thật dài ra và vào, chúng ta nở trên môi một nụ cười. Chúng ta thầm tưởng niệm như thế này: khi nở một nụ cười, tôi có một an lạc. Khi nở một nụ cười, tôi có một niềm vui. An lạc và niềm vui có mặt trong cuộc đời, không cần giàu có, không cần tài sản, không cần nhà cao cửa rộng, không cần địa vị chức tước, không cần quyền thế trong xã hội, chúng ta vẫn có được chúng. Chỉ cần mở mắt để nhìn, chỉ cần lắng tai để nghe, chỉ cần khai tâm để thấy, chúng ta sẽ có được tất cả những hạnh phúc cần thiết. Chăm sóc đời sống tinh thần ở tuổi xế chiều như thế đó, hạnh phúc tràn đầy lắm. Những người trẻ sẽ không có được may mắn như chúng ta đâu. Cho nên đừng tuổi thân trách phận rằng bây giờ mình đã vô vị vô ý nghĩa, bị tuổi trẻ thay thế. Đừng nghĩ như vậy. Chúng ta phải trao lại cái quyền đóng góp, cơ hội đóng góp cho thế hệ con em cháu chắc của chúng ta, để họ trở thành những người của chúng ta trong quá khứ. Họ đóng góp và mong rằng cho con cháu của mình đó, thành công hơn mình gấp nhiều lần ở hiện tại. Con hơn cha là nhà có phúc, con đóng góp hơn mẹ là cuộc đời được an vui. Nếu như con cháu chúng ta được giàu có, phú quý, sung túc, an vui, hạnh phúc, thịnh vượng, làm được nhiều việc đáng làm, khó làm hơn chúng ta, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đã cống hiến cho cuộc đời tất cả những cánh hoa xuân của hạnh phúc. Trao dồi đời sống tinh thần ở tuổi về già rất quan trọng. Cứ đi bách bộ. Nếu như quý vị đi mỏi mệt thì có thể ngồi xuống, nhưng mà đừng có ngồi khom. Thói quen của những người lớn tuổi là ngồi theo cách thế mà mình muốn. Đừng ngồi chồm hổm, đừng ngồi chống gối lên như thế này. Bởi vì những cái cách thế ngồi đó đã làm cho thân thể chúng ta khó được thoải mái thư giãn lắm. Cho nên chúng ta ngồi thẳng lưng, ngồi trên ghế mà thẳng lưng, làm việc cũng thẳng lưng, đứng là đứng vững chãi trong đứng một giờ. Khi ngồi lên ngồi xuống thì phải ngồi nhẹ nhàng, để cho không có những cái phản ứng căng thẳng diễn ra ở trong các dây thần kinh thuộc cơ bắp của chúng ta. Người sống như vậy thì cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái lắm. Quý vị có thể đứng trong cái thế trung bình tắng, hạ thấp người xuống giữ thân thẳng, hít thở thật là nhẹ nhàng với những cái tâm niệm như chúng tôi vừa đề nghị và gợi ý, để chúng ta có được hạnh phúc. Khi chúng ta ngồi xuống như vậy trong thế trung bình tấn, vì hít thở thật sâu, giữ lại khí này trong vòng 3 giây, 2 giây thay vì cho phép của sức khỏe, đừng gắng gượng, đừng cưỡng lực nó. Rồi khi đứng lên nó thì vì thở ra thật nhẹ nhàng. Cái đó là một cái phương pháp nó hơn cả trăm liều thuốc bổ. Ai bị những cái chứng bệnh suy thận, yếu thận, vân vân, mỏi mệt, khó thở, yếu tim, đau gan, vân vân, cứ tập như vậy thì quý vị sẽ thấy được phục hồi ở trong vòng 15 ngày thôi, không cần thuốc thang gì cả. Cứ đứng trung bình tấn, hai tay chống vào bên hông, hạ người xuống một cách nhẹ nhàng. Khi hạ xuống như thế này thì chúng ta bắt đầu hít vào một hơi thở thật là sâu. Đứng lên, chúng ta thở ra một cách nhẹ nhàng bằng lỗ mũi. Tư thế chống như thế này vẫn được giữ, lưng vẫn được giữ thẳng. Cứ như vậy tập. Người lớn tuổi gân cốt không còn được khỏe, chỉ tập 6 động tác cho đến 10 động tác là thấy bắt đầu mỏi mệt, mồ hôi được xuất ra. Khi mỏi mệt thì chúng ta ngừng, đừng có ráng sức. Sau đó tiếp tục tập. Một ngày nếu tập được như vậy 5 lần đến 10 lượt trong trạng thái là bụng không quá no,
sức khỏe của quý vị sẽ được phục hồi. Sau khi tập xong á, lúc nào mà rảnh rỗi quý vị dùng lòng bàn tay áp sát vào vùng eo cho đến xương khu, tức là ngay cái vùng mông của chúng ta ở ngoài sau, cứ so thật là mạnh. Thì so như vậy là chúng ta đang truyền luồng khí lực dương tính vào bên trong cơ thể. Những người bị chứng bệnh xương khớp hay là bị đau nhức về tuổi già đó sẽ được phục hoạt chức năng của gan, chức năng của thận, đặc biệt là thận. Thận được xem như là cột sống của sức khỏe, gan được xem như là một cái bầu lọc, phổi cũng là một bầu lọc thứ hai. Ba cái này được chăm sóc kỹ lưỡng thông qua sự hít thở và tập luyện, quý vị sẽ có được một sức khỏe ở tuổi già. Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy sức khỏe là tài sản lớn nhất trong cuộc đời. Ngài không nói vàng bạc ngọc ngà châu báu là sức khỏe, là tuổi thọ, là hạnh phúc, mà Ngài nói là có sức khỏe là có hạnh phúc, có sức khỏe là có tiền tài, có sức khỏe là có được phước lộc, có sức khỏe là có tất cả. Cho nên chăm sóc sức khỏe ở tuổi già thông qua con đường chăm sóc tâm linh là một trong những điều mà chúng ta không thể quên được. Cứ hít thở thật sâu, đi thật nhẹ nhàng, vững chãi. Do đó sau 3 bữa cơm trong một ngày, quý vị đi bách bộ từ 15 cho đến 30 phút, đừng ngồi trong nhà quá lâu. Khi nào mệt thì ngồi nghỉ, thì chúng tôi tin chắc rằng là sức khỏe của chúng ta sẽ được khôi phục nhiều lắm. Giá trị của hạnh phúc sẽ có mặt. Đối diện tuổi già với nghệ thuật đó, chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ sống một cách có ý nghĩa hơn. Nhân Tết Bính Tuất đã về, kính chúc quý cô chú, quý bác và các anh chị có được sức khỏe dồi dào, sống một cách có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, bớt buồn tuổi hơn, không có cảm thấy cô đơn hơn, đừng có bám víu nhiều hơn. Và tất cả mọi thứ trong cuộc đời nghĩ nó giống như nhân duyên, gió thổi không reo, suối chảy mây bay. Cuộc đời này được diễn ra theo một quy luật như vậy, có nhân có duyên thì có quả. Đừng có buồn tuổi, đừng than trách, đừng oán hận, đừng thù hằn, đừng trả đũa, đừng loại trừ, đừng xung đột. Sống như vậy, chúng tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ sống với hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác. Một lần nữa kính chúc toàn thể quý vị được an lạc trong sức khỏe và trong hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa ban giám đốc của trung tâm trại người già và khuyết tật Thạnh Lộc, con tên là Hải Hạnh, từ Úc về. Thay mặt cho gia đình con cũng như là những người bạn thân hữu đến đây có duyên lành để được thầy và cô Sương Mai tạo cái duyên đến đây để ủng hộ cho các bác, các cô chú trong dịp Tết. Đó là niềm hân hoan và rất là hoan hỷ của chúng con cũng như vài bạn thân đã gửi gắm cái tình thương của con tới những nơi như vậy ở tại Việt Nam. Nhân dịp con về nước làm một số Phật sự cũng như là con cũng chẳng biết gì nói hơn, với tấm lòng của con luôn hướng về Việt Nam cũng như là hướng về những người nghèo khổ, những người bệnh hoạn không có gia đình chăm sóc, và là những cô bác già hoặc là những trẻ mồ côi tàn tật. Với khả năng của con xin hứa có những duyên lành gì con sẽ ủng hộ đến bằng không ngoài tấm lòng của con. Xin kính chúc cho các bác ở đây sức khỏe luôn luôn được dồi dào, có nhiều trí tuệ sáng suốt để minh mẫn, hàng ngày có được những cái cuộc sống an lành, nhất là trong mùa Tết Bính Tuất này. Nam mô A Di Đà Phật. Cô Sư Mai có nói đây quý bà con cô bác có rất là nhiều tài năng khác nhau, có người biết ca, có người biết kể chuyện. Cho nên cô có đề nghị quý cô bác đóng góp vui nhân dịp Tết sắp đến. Cái mời bác. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lời thầy, xin chào quý vị và xin chào tất cả là cô bác anh em ở trong trung tâm. Để đáp lại tấm tình của quý thầy cùng quý vị tới đây, tôi xin rút vui một bản Trở Về Bến Mơ của Ngọc Bích. Ngày nào một giấc mơ, đâu những đêm chẳng mò ai ngóng
chờ. Khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa, theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa. Một chiều mùa chiến trình, xuân ngát hương thanh bình say môi tình. Khi ánh trăng về vui đời thắm sinh, bên giáng huyền thầm mơ lúc tuổi xanh. Nhớ như phút sống bên nhau đêm nào, chẳng quyến đôi tâm hồn dịu về đâu. Nhớ như tiếng hát say sưa êm đềm, tuy vắng xa nhưng lòng còn sao xuyên nghẹn ngào niềm nhớ nhau. Thương xót nay chẳng sầu bên mái lầu, hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau. Chẳng múa màu lệ dâng ướt ngàn sao. Khúc rất có ý nghĩa, rất hay, không thua kém gì các ca sĩ chuyên nghiệp không à. Xin quý bà con cô bác cho tràng pháo tay. Bài ca đó có nhiều lời rất là sâu sắc, lời lẽ đó như là một triết lý của sự sống. Như áng mây, áng mây cho chúng ta thấy một hình ảnh luôn luôn thay đổi, biến dạng trên bầu trời, lệ thuộc rất nhiều vào ánh sáng, gió thổi, nhiệt độ của môi trường hoàn cảnh xung quanh. Cuộc đời chúng ta đôi lúc diễn ra giống như những áng mây như vậy. Có những áng mây tạo ra hình vân cẩu của những con thú hay là những màu sắc vòng cầu, và tạo ra nhiều cảnh mà làm một thi sĩ chúng ta có thể tức cảnh sanh tình làm thơ. Như là một nhà nghệ sĩ, một nhà thư pháp, chúng ta có thể viết ra những chữ rất là xuất thần. Hoặc là nhà họa sĩ, chúng ta có thể vẽ là một bức tranh rất có ý nghĩa. Bài ca đó còn gợi lên những tình cảm về một cái bến mơ. Nó là bến mơ chứ thực ra khi chúng ta biết á, nó là một bến thực. Bến thực của hạnh phúc. Mơ đó, nó thuộc về những điều không đạt được. Hạnh phúc là những cái đang có mặt ở trong thực tại. Hiểu và tiếp xúc với đời sống á, thông qua cách thiết lập tình thương và tình thân, chắc chắn là chúng ta sẽ có những bến thực. Trung tâm thành lập này là bến thực của tình thương. Nó là bến thực của hạnh phúc. Nó là bến thực của tất cả những ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời. Vì đó bài ca đó đã tô bồi cho ý nghĩa cuộc sống của tất cả những thành viên trong một đại gia đình thành lập này. Bên cạnh đó thì chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều bác gái, và nhiều bác có nhiều nụ cười rất là tươi. Chắc chắn rằng trong đây có nhiều vị có giọng ca lanh lót hơn là Lệ Thủy nữa. Quý vị, xin quý vị cho tràng pháo tay để mời một bác già ở trong đây ca một ca khúc cải lương, một câu giọng cổ hay là ba câu hay là sáu câu cũng được. Thì quý bác nào viết thì xin quý bác xung phong. Quý bác nào có khả năng ca được xin quý bác góp vui. Mời bác gái. Rung á ơi này, nhớ nhớ em đi với bạn gì vậy ca? Bạn gì cũng được. Rung á ơi đúng. Quên rồi gặp gỡ với quốc lòng tôi, lòng có hái hoa. Bước đi bần quần nhưng lòng quên nhớ. Tháng ngày trôi qua, trong giấc mơ qua, bao ngày em cách xa. Nay lời gầm gỡ qua vương lòng tôi, lòng cô hái hoa. Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân. Bên này đường xa, tới nhắn của em đôi lời. Lòng anh lâu liên, sao đành em lãng quên. Wow.
lên rồi gầm gỡ quán vương lòng tôi, lòng có hái hoa. Nhà khúc vừa rồi rất là hay, nghe vậy chúc mừng giọng ca rất là hay và rất là tươi trẻ. Vì vậy là ở trong trại thành lập chúng ta đã có được một sân khấu lớn tuổi, tâm hồn vẫn còn rất là trẻ trung và hạnh phúc nằm ở chỗ đó.